cách khiến đàn ông hối tiếc vì mất bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Trong nhiều trường hợp, một người đàn ông quyết định rời bỏ một người phụ nữ mà anh ta từng yêu vì cô ấy đã trở nên quá quen thuộc, quá nhàm chán với anh ta. Và vì anh ta đã nhận ra rằng người mà anh ta tưởng mình yêu không phải là cô gái ấy, mà chỉ là sự ảo tưởng của chính mình. Tất nhiên, còn có những lý do khác khiến người đàn ông rời đi. Một vài lý do cho việc anh ta mất cảm xúc và muốn chia tay với bạn như: anh ta có bạn quá dễ dàng mà không cần bỏ ra tí công sức nào để chinh phục bạn. Hai bạn lên giường với nhau quá nhanh mà chưa kịp có sự gắn kết hay hiểu nhau. Hai bạn dọn về sống chung và bạn dần trở nên quen thuộc và nhàm chán với anh ta. Bạn hy sinh quá nhiều cho anh ta, làm anh ta cảm thấy bạn là điều đương nhiên và không còn trân trọng bạn. Hai bạn có nhiều bất đồng, không còn hòa hợp như trước. Và còn vô số các lý do khác cho cuộc chia tay. Tuy nhiên, phần lớn lý do chia tay là vì đàn ông bắt đầu cảm thấy người phụ nữ anh ta yêu không còn hấp dẫn như anh ta nghĩ ban đầu. Nếu điều này xảy ra, phụ nữ thường có hai phản ứng. Thứ nhất, họ tự hỏi mình sai ở đâu và dằn vặt bản thân. Thứ hai, họ bắt đầu chạy theo để níu kéo tình cảm. Điều này làm bạn trở nên thảm hại và càng đẩy anh ta xa hơn. Thay vào đó, hãy làm anh ta nhận ra rằng anh ta đã mắc sai lầm khi để mất bạn. Để đạt được điều này, bạn cần tập trung vào việc phát triển bản thân và xây dựng một cuộc sống thật sự chất lượng. Đầu tiên, hãy giữ khoảng cách với anh ta. Không gọi điện, không nhắn tin. Anh ta không có quyền quyết định khi nào anh ta sẽ được nói chuyện với bạn. Hãy chấp nhận cuộc tình này đã kết thúc. Có thể sau chia tay bạn sẽ vô cùng đau khổ và yếu đuối. Bạn lúc nào cũng muốn nhắn tin, liên lạc với anh ấy. Điều này chỉ càng khiến bạn trở nên tầm thường trong mắt anh ta. Nếu đã chia tay, dù là lý do gì đi chăng nữa, việc níu kéo, cố liên lạc hay xuất hiện trước mặt anh ta chỉ càng làm anh ấy cảm thấy chán ghét và muốn tránh xa bạn. Đừng để anh ấy nghĩ rằng việc chia tay bạn là điều đúng đắn. Thay vào đó, hãy quay về yêu thương và phát triển bản thân mình. Bước thứ hai, hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Một trong những cách hiệu quả nhất để khiến đàn ông hối tiếc vì mất bạn là phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy cho anh ta thấy rằng bạn vẫn sống tốt dù không có anh ta. Tập trung vào sự phát triển bản thân, làm đẹp và trau dồi kỹ năng của mình. Điều này sẽ khiến bạn tỏa sáng và trở nên hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Và dù có anh ấy hay không, bạn cũng sẽ thu hút được những người đàn ông chất lượng khác. Có thể thời gian đầu anh ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi rời xa bạn và không bị bạn làm phiền. Nhưng một thời gian sau, anh ấy sẽ cảm thấy tò mò về bạn và tự hỏi bạn đang sống thế nào khi không có anh ấy. Và khi nhìn thấy bạn sống tốt hơn, xinh đẹp hơn và trở thành phiên bản tốt hơn sẽ làm anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu và hối tiếc về bạn. Việc bạn không níu kéo và bi lụy sau chia tay càng làm anh ta tôn trọng và khao khát có bạn hơn. Và có thể sẽ lên kế hoạch chinh phục lại bạn. Nhưng lúc này, bạn đã trở thành phiên bản tốt hơn, có nhiều người đàn ông chất lượng hơn đến với cuộc sống của bạn. Và bạn hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn cho mình một tình yêu như bạn muốn, một người trân trọng giá trị của bạn và yêu thương bạn. Bước thứ ba là nâng cao sức hấp dẫn của mình. Hãy sử dụng nỗi buồn như một chất xúc tác để thúc đẩy bản thân tốt hơn. Tập thể dục, ăn kiêng, chăm sóc da, ra ngoài mở rộng quan hệ, gặp gỡ bạn bè. Hãy diện những bộ trang phục đẹp, phù hợp với vóc dáng. Thay đổi kiểu tóc, học cách trang điểm. Xinh đẹp sẽ khiến bạn trở nên tự tin. Và hãy ra ngoài gặp gỡ những người có giá trị cao hơn. Khi bạn tiếp xúc với những người giỏi giang hơn, xuất sắc hơn, bạn sẽ nhận ra trên thế giới này còn rất nhiều người đàn ông tốt và xứng đáng để bạn yêu thương. Và khi anh ta thấy bạn đã tiến lên phía trước, không còn cần anh ta nữa, sự tự ái trong đàn ông sẽ trỗi dậy. Và anh ta càng hối tiếc vì đã để mất bạn, hối tiếc vì lâu nay đã không nhận ra giá trị của bạn. Bước thứ tư, không đăng những trạng thái thất tình, bi lụy trên mạng xã hội. Thay vào đó là những bức ảnh tự sướng xinh đẹp của bạn. Những bức ảnh vui chơi cùng bạn bè, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.
khi anh ấy nhìn thấy bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc dù không còn anh ấy. Anh ta sẽ thấy hối tiếc và tự hỏi có phải cuộc chia tay với bạn là sai lầm. Hãy nhớ rằng, bạn phải thật sự lạc quan, tích cực và hạnh phúc chứ không phải cố tỏ ra như vậy. Hãy loại bỏ tất cả những điều tiêu cực ra khỏi cuộc đời bạn và bắt đầu tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi bạn tích cực sẽ thu hút những điều tích cực. Lâu dần, cuộc sống của bạn sẽ thật sự hạnh phúc hơn và bạn sẽ gặp những điều tốt đẹp hơn. Cuối cùng, cân bằng cảm xúc và không trở thành kẻ thù với người yêu cũ. Dù cuối cùng cuộc chia tay diễn ra với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, bạn và người ấy cũng đã từng yêu thương nhau. Nếu đã không thể tiếp tục, hãy dùng thái độ tích cực để đối diện. Không thù hằn, không oán hận, không ai có thể hối tiếc một người luôn hằn học và muốn tổn thương người khác. Thay vào đó, hãy nhìn nhận lại cuộc chia tay, rút ra bài học cho chính mình. Và yêu đúng cách hơn ở lần sau, khi nhìn thấy bạn trở nên bình an và cân bằng được cảm xúc của mình, sẽ khiến người ấy tôn trọng bạn và hối tiếc vì để mất một người tuyệt vời như bạn. Hãy nhớ rằng, tất cả những nỗ lực của bạn sau cuộc chia tay là vì chính bản thân bạn. Là để giúp bạn cảm thấy tốt hơn và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Hãy là người phụ nữ tự tin, độc lập và biết cách tạo ra ấn tượng tích cực, khiến đối phương không thể quên. Và quan trọng nhất là sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công mà không cần phụ thuộc vào người khác. Khi ấy, dù có anh ta hay không, bạn vẫn sẽ gặp gỡ những người khác chất lượng hơn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.